Mất cân bằng nội tiết gây ảnh hưởng đến cả nam và nữ, đặc biệt là đời sống tình cảm vợ chồng. Ở nữ giới, rối loạn hormone gây mụn trứng cá mạn tính, khô rát âm đạo, mất ngủ. Trong khi đó, mất cân bằng nội tiết ở nam giới sẽ làm suy giảm chức năng sinh lý, giảm ham muốn tình dục, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Nhóm sản phẩm cân bằng nội tiết dành cho cả nam và nữ của Sanbernhard, hãng sản xuất hàng đầu tại Đức và châu Âu, được thành lập từ năm 1903, giúp cân bằng hormone hiệu quả. Dầu hoa anh thảo, điều hòa nội tiết tố, sản phẩm dành cho phụ nữ tiền mãn kinh, bốc hỏa, khô rát âm đạo, phụ nữ rối loạn kinh nguyệt, người điều trị mụn trứng cá do nội tiết, người có da, tóc, móng khô dễ gãy. Vitamin E, hỗ trợ chống oxy hóa, chống gốc tự do, hỗ trợ làm đẹp da, dành cho người da khô sạm, tóc khô dễ gãy, có nhu cầu làm đẹp, cân bằng nội tiết tố. Selen Plus, tăng cường sức đề kháng, cải thiện làn da, chống lão hóa. Men Active, sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xuất hầu và bột sễ maca, hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, giúp cải thiện sinh lý nam, giúp cho nam giới trưởng thành có nhu cầu tăng cường sinh lực. Bộ sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại châu Âu. Các sản phẩm được phân phối tại các nhà thuốc trên toàn quốc bởi Sanbernhard. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn liên hệ về số hotline 0866 448 139.